Mở đầu chuỗi thông tin quốc tế ngày hôm nay sẽ là một thông tin liên quan về vấn đề thời tiết xảy ra tại Pakistan. Những ngày qua thì Lahore, thành phố đông dân thứ hai của Pakistan đang bị bao phủ bởi những lớp sương dày do một sự biến đổi nhiệt độ khiến cho khói bụi, khí thải từ các nhà máy, các phương tiện tham gia giao thông tập trung gây ô nhiễm trầm trọng. Hiện thì lượng sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn khiến một số chuyến tàu phải tạm hoãn vào hôm ngày 9 tháng 12. Theo Reuters, sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn không chỉ làm gián đoạn lịch trình của các chuyến tàu, mà nhiều chuyến bay ở Punjab cũng bị hủy bỏ. Nhà chức trách cũng cho đóng cửa các tuyến đường cao tốc từ tối ngày 9 tháng 12 đến sáng ngày 10 tháng 12. Các chuyến tàu bị trễ vì sương mù. Tôi có mặt ở đây từ 8 giờ sáng, bây giờ đã 9 giờ rồi nhưng vẫn chưa có tín hiệu của tàu. Lahore là thành phố lớn đông đúc với hơn 11 triệu dân, luôn bị xếp vào nhóm những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Chất lượng không khí của Lahore đã tồi tệ trong cả thập kỷ qua do 70% số cây bị chặt bỏ để phục vụ giao thông. Các loại xe cộ vẫn thải ra khí sunfua ở mức cao, đóng góp 40% vào tình trạng ô nhiễm không khí của Lahore và vùng lân cận của Punjab.